Xin chào, kính chào tái ngộ quý khán giả thân mến đến với Việt Face Today trong ngày hôm nay thứ ba, ngày 12 tháng 5, 2020. Vẫn là một lời cầu chúc tốt đẹp nhất từ Tyler Hiệp và anh Dũng. Xin kính chúc quý khán giả một ngày mới thật nhiều niềm vui, thật hạnh phúc và trên hết là sức khỏe dồi dào và thật an toàn trong những ngày này. Dạ, vâng, xin kính chào quý vị, xin chào anh Dũng. Thưa anh, chỉ có khi mà Tyler thực hiện chương trình này với anh đó, vâng, thì chúng tôi mới quý cái giấc ngủ. Điều này thì tôi chứng nhận, thưa quý vị. Thanh niên, trai trẻ, độc thân, người ta ngủ thường thường nếu mà không có việc gì làm, mà nếu không phải là một nhân viên công quyền thì người ta sẽ ngủ tới 10 giờ, 11 giờ, đó là điều thường lệ. Nếu như không phải đi học thì bây giờ đâu còn đi học gì nữa, phải không ạ? Còn đi làm thì chắc có lẽ là phải thực cũng phải làm việc cho tiểu bang. Tuy nhiên giờ giấc nó cũng vẻ nó thoải mái hơn. Còn làm cái công việc của một cái đài truyền thông thì phải đúng giờ, phải không ạ? Sáng phải thức sớm và phải xem lượt sơ qua tin tức mình cần nói cái gì. Nhiều khi phải thức khuya nữa để xem tin, đúng không ạ? Rồi chỉ có vài tiếng để ngủ thì tôi nghĩ là đúng. Như các anh bạn trẻ thì giấc ngủ thiếu triền miên là cái điều thường lệ. Như chúng tôi đây một ngày ngủ 4 tiếng, 5 tiếng thì cũng có thể là chấp nhận. Tại vì lớn tuổi rồi. Thưa quý vị, chuyên đề buổi sáng thì nhiều khi cũng có vài cái lời tâm tình với quý vị. Cứ nhớ rằng là những năm tháng mà làm việc ở trên Sacramento hay là kể cả làm ở bên chính quyền này, thì cái giờ giấc công chức sớm nhất cũng phải là 8 giờ rưỡi, đúng không? 8 giờ rưỡi, 9 giờ sáng mới bắt đầu vô trong văn phòng. Và vô trong rồi để vô cầm ly cà phê, đó, vô cầm ly cà phê, mở tivi ra đi qua đi lại rồi nhìn coi là sáng nay rồi có ai nói cái tin gì gần hay không. Còn khi mà là làm tin tức, phần tin tức buổi sáng này thì mình thâu cũng tương đối là rất sớm. 7 giờ sáng giờ Cali là đã thâu rồi. Thì có nghĩa là trước đó cũng phải tỉnh táo một tiếng đồng hồ trước. Nên là cứ mỗi sáng thức dậy, nhớ đến anh Dũng là nói là xong. Không không, đừng nhớ đến anh Dũng làm gì. Sáng sớm thức dậy, khán giả đang chờ đợi để coi tin tức ngày hôm nay. Nên nhớ cái điều đó, nó sẽ thúc đẩy mình thức dậy sớm hơn. Chứ còn nhớ đến anh Dũng nhiều khi nằm luôn đó. Và thưa quý vị, có lẽ là chúng tôi cũng bắt đầu vô trong bản tin ngày hôm nay. Cái bản tin này thì chúng ta cũng nói sơ sơ vào ngày hôm qua rồi. Trong hai chương trình buổi sáng cũng tin liên quan đến hãng xe Tesla, hãng xe có nhà máy sản xuất duy nhất tại tiểu bang California. Trong ngày hôm qua thì thống đốc Gavin Newsom cũng đã nhắc đến cái việc này, khi mà trong vài ngày qua chắc là ông cũng đã nghe nhiều người tường trình về cái việc là giám đốc công ty Tesla, ông Elon Musk, trước hết là dọa là sẽ dời cái nhà máy qua những tiểu bang khác, và sau đó thì cũng đã đệ đơn kiện ở quận hạt Alameda County. Và trong ngày hôm qua là ngày thứ hai, ông nói rằng là ông cũng thách thức quận hạt này bắt bớ hay là phạt ông, tại vì ông sẽ đứng ở trong cái sợi dây chuyền của cái nhà máy này để mà làm việc lại với nhân công. Thì trong ngày hôm qua, thống đốc Gavin Newsom cũng nói rằng là ông hy vọng là hai bên có thể giải quyết được cái sự mâu thuẫn, và ông cũng tôn trọng cái quyền của mỗi địa phương quyết định rằng là khi mà các nhà sản xuất làm việc lại thì họ làm việc với những cái hạn chế nào an toàn nhất cho cư dân của cái địa phương đó. Và ông thì coi như là nói chung là thống đốc Newsom cũng nói chuyện nước đôi, và ông cũng để cho hai bên có thể làm việc với nhau, cho ông cũng không có công khai mà binh vực bên nào trong cái sự mà giằng co giữa Tesla và quận hạt Alameda County. Nhưng mà cái điều quan trọng là ngày hôm qua thì một số các công nhân của cơ xưởng sản xuất ở tại Alameda đã trở lại làm việc, đúng không ạ? Vâng. Và có vẻ như hai bên đã dịu giọng lại một chút, phải không? Chúng tôi nghĩ rằng là trong cái thời gian tới để xem coi là thật sự là Alameda có gửi người tới để mà phạt cái hãng này không. Vì Tesla tương đối cũng là một cái công ty quy mô, chứ còn nếu là những cơ sở thương mại nhỏ khác thì chắc là cũng đã gửi người tới đóng cửa rồi. Tôi nghĩ rằng đúng như vậy đó. Nếu như là thành phố này, chính quyền của thành phố này họ thấy rằng cái sự quan trọng của Tesla vì họ mang công ăn việc làm lên, thì nếu như cái trường hợp là nếu họ đưa ra một cái luật lệ giống như vậy, tất cả mọi công ty đều phải tuân hành đó, thì có thể có một vài trường hợp cũng được miễn trừ, phải không ạ? Chẳng hạn như Tesla. Và cái điều ngược lại là tôi nghĩ rằng cái ông Elon Musk này, ông cũng không đưa lên những cái thông điệp một cách mạnh mẽ như thế, hoặc là ông có thể gửi thư trực tiếp đến chính quyền của Alameda và không đưa lên, hay không nên đưa lên tweet với những cái lời có vẻ hăm dọa, một cách là cảm thấy là tôi là một nhân vật quan trọng, quý vị phải chiều tôi, còn nếu không thì tôi bỏ quý vị.
đúng không? Dạ. Thành ra đây có vẻ là cái phương pháp nó hòa giải, nó dễ hòa giải hơn. Thành ra thống đốc Gavin Newsom cũng đưa ra một số các cái phát biểu ý kiến, và ông cho rằng ông muốn giảm nhẹ cái tình hình này để hai bên có thể thương thảo hơn với nhiều hơn với nhau. Đó là cái điều mà có lẽ là không ai muốn một cái công ty lớn như vậy đang làm ra tiền cho tiểu bang mà lại dọn một tiểu bang khác, là tạo thêm cái tình trạng mất việc làm của tiểu bang. Trở về với các tin tức liên quan đến những cái nghiên cứu mới nhất, thưa quý vị, thì ở các chuyên gia y tế vừa đưa ra một cái bản nghiên cứu mới, kết quả mới nhất. Và đây giống như là nhận định của các phóng viên, thì đây nó giống như là một cái chiếc đinh đóng vào cái cổ quan tài của hydroxychloroquine. Trước đây thì chúng ta nghe đó, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi là nên sử dụng và nghiên cứu thêm để sử dụng cái loại thuốc này, vì những cái nghiên cứu ban đầu cho thấy nó có hiệu quả khi được ứng dụng để xài giữa hydroxychloroquine kết hợp cùng với azithromycin. Nó tạo ra một số các cái kết quả tốt. Tuy nhiên, cái nghiên cứu mới nhất này thì cho thấy sau khi họ đã áp dụng với 1.400 bệnh nhân ở tại các bệnh viện ở New York, thì nó đưa ra cái kết quả là tất cả những cái số người đã sử dụng cái thuốc này cộng với cái thuốc azithromycin đó, thì nó đã tạo ra, tức là nó cái con số mà giảm bệnh, con số người uống thuốc này và so với cái số người không uống thuốc này thì cái tỷ lệ nó ngang bằng nhau, tức là những cái người tử vong cũng như là những người lành bệnh ngang bằng nhau, không có cái nào khá hơn. Tuy nhiên, cái con số mà những người được sử dụng hydroxychloroquine và azithromycin đó, thì cái con số người tử vong vì bị trụy tim đó, nó nhiều hơn cái số không sử dụng lên gấp 2 lần. Tức là các chuyên gia y tế người ta cho rằng cái loại thuốc này nó đã gây ra cái hiệu ứng là sẽ tạo cho bệnh nhân có nhiều cơ hội đột tử vì trụy tim hơn là các bệnh nhân không sử dụng. Cho nên đây là một cái điều rất là quan trọng mà các nhà nghiên cứu người ta vừa đưa ra. Và kể như nếu mà đến đây là đã có thể nói là kết thúc thì chưa, là vì họ vẫn còn tiếp tục thực hiện cái điều này, thưa quý vị. Nhưng mà mới với những cái nghiên cứu cẩn thận hơn và về nhiều phương diện hơn về các cái hiệu ứng khác của cái loại thuốc này. Cho nên có thể nói tới lúc này thì là người ta cũng khuyên là không nên dù sử dụng thuốc này một cách nhiều. Tuy nhiên, chỉ trong những cái trường hợp cấp cứu và chỉ do bác sĩ giám định một cách chặt chẽ thì mới được sử dụng. Đó là một cái nghiên cứu mới trong ngày hôm nay. Anh Dũng cho chúng tôi hỏi, tại vì trước đây anh cũng làm trong cái ngành dược đó. Dạ vâng. Thì anh có nghĩ rằng là khi mà coi như là dân chúng nghe tin tức trong gần đây, chúng ta nghe rất nhiều tin tức về ví dụ như thuốc trước đây là hydroxychloroquine, vâng, rồi bây giờ là remdesivir, rồi nhiều cái công ty cũng loan báo rằng là họ cũng đang nghiên cứu lâm sàng cái loại vaccine này, vaccine kia. Anh nghĩ rằng là nhiều cái thông tin như vậy, nó có lợi hay là nó làm cho dân chúng càng thêm confused, là có nghĩa là càng thêm hoang mang rằng là bây giờ uống cái gì? Nhất là khi mà các lãnh đạo họ... Đúng không? Bạn hỏi câu này đó, tôi sẽ trả lời nước đôi, sẽ trả lời hàng hai. Tại vì rõ ràng đó, đối với một số người thì những cái tin tức liên quan đến những nghiên cứu này là người ta cần phải theo dõi, người ta cần phải biết chính xác đến bây giờ những cái loại thuốc này nó đã tiến triển tới đâu, những cái nghiên cứu của nó. Nhưng mà đến một số người khác thì họ cho rằng những cái tin tức này nó làm xáo trộn cái suy nghĩ, có thể gây thêm những cái hoang mang. Tuy nhiên, dù muốn dù không thì chúng ta cũng theo dõi tin tức. Nhân đây thì chúng tôi cũng xin giới thiệu đến cùng quý vị, ngày mai là thứ Tư đó, thì chúng tôi có một cái buổi phỏng vấn một bác sĩ chuyên khoa ở một bệnh viện địa phương ở tại miền Nam California. Bác sĩ này sẽ trả lời chính xác hơn về các cái nghiên cứu mới nhất liên quan đến các cái loại thuốc mà chúng ta đang theo dõi. Bác sĩ này đã từng tham gia trực tiếp vào việc điều trị các bệnh nhân COVID-19 mà có dương tính. Thành ra bác sĩ sẽ trình bày cho chúng ta những cái liệu pháp mà bác sĩ và bệnh viện của ông đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Thì đây sẽ là những cái tin tức rất là tốt. Tại vì từ trước tới giờ chương trình của chúng tôi phỏng vấn rất nhiều bác sĩ khác nhau, nhưng họ không trực tiếp tham gia vào việc điều trị các bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi mong rằng quý vị sẽ theo dõi trong chương trình ngày mai. Chắc chắn sẽ có những cái chi tiết liên quan đến vấn đề một cách cặn kẽ hơn. Dạ vâng. Và thưa quý vị, bước qua một cái bản tin khác liên quan đến một nơi đã cố gắng gây quỹ hơn 10.000 Mỹ Kim
cho một tiệm bán cà rem. Xin mời anh Dũng. Vâng, thưa quý vị, cái bản tin kế tiếp này cũng là một cái bản tin cũng nó có nhiều cái chiều hướng suy nghĩ khác nhau. Một cái cửa hàng bán ice cream, bán cà rem nhỏ ở một cái thành phố nhỏ thôi, Polar Cave, thì họ đã được mở cửa trở lại ở trong thành phố. Và cái ngày đầu tiên mà khi mà họ mở cửa trở lại đó, thì cái số lượng người đến rất là đông, là vì là những cái người lái xe qua lại khi thấy cái cửa hàng cà rem này mở cửa thì họ mừng quá. Tức là những cái họ người lái xe cũng là chỉ được gọi đến để to go rồi pick up thôi, thì họ đứng ở đợi, thì cái dòng xe đợi trước cửa tiệm này nó dài dằng dặc. Thế là các nhân viên chạy tới chạy lui, là vì họ là một cửa tiệm nhỏ từ trước đến giờ không có bận rộn kiểu này, cho nên là cái số nhân viên họ không có đủ kinh nghiệm và không có đủ nhanh để mà phục vụ cho hết. Thì theo cái bản báo cáo đó, thì những cái người mà người khách hàng mà ngồi trong xe bắt đầu mới văng tục, mới chửi tùm lum. Và theo cái bản tin cho thấy đó, là những cái lời văng tục nó bay như là tuyết rơi mùa đông, làm cho nhất các nhân viên cảm thấy hoảng loạn. Một cô bé 10 năm nay 19 tuổi đã làm việc ở đây vài năm rồi, cô đang làm việc để cố gắng gom góp tiền để đi học college, thì vì những cái lời lẽ không có tốt của khách hàng đó, mà sau buổi làm thì cô xin với ông chủ là cô cho cô nghỉ việc, cô xin quit job, là vì cô không chịu nổi cái áp lực công việc. Thế là ông chủ cũng phải quyết định để đóng cửa, là vì là cửa hàng nhỏ quá, có vài nhân viên, mà cô này là nhân viên chính. Sau khi cái tin này được đưa lên đó, thì nhiều người người ta nghe và người ta cảm thấy cô bé này dễ thương và tội quá. Người ta đã mở một cái GoFundMe cho cô bé và đã gây quỹ, cho đến ngày hôm nay thì đã kiếm được khoảng 10.000 Mỹ Kim rồi. Tức là trong cái lúc mở cửa trở lại, và chúng ta thấy là nhiều người khách hàng khi đi đến những cái nơi mà người ta phục vụ cho mình với những cái điều kiện như hiện nay đó, và đã không kềm được cái sự nóng giận của mình và có những cái lời to tiếng làm cho ảnh hưởng đến các công nhân làm việc, thì đây là một cái điều mà theo bản tin người ta nói là cũng không nên, không đúng lắm ở trong cái lúc này. Vâng, thưa quý vị, bước qua một cơ sở doanh nghiệp khác phục vụ cho người tiêu thụ thì lại có một cái kinh nghiệm tương đối là tốt hơn, khi mà tại tiểu bang Arizona, một nhà hàng đã được cho phép mở lại khi mà thống đốc của tiểu bang này đã cho phép cái việc mà cách ly xã hội được nới lỏng. Thì người chủ tại nhà hàng Vero Amor nói rằng là khi mà họ chuẩn bị mở lại thì cái giai đoạn đầu đó họ chỉ bắt đầu mở lại ở ngoài cái patio, là cái phạm vi ở bên ngoài thôi. Tại vì người chủ hy vọng rằng là cái sự mà gọi là cái thời tiết ấm áp và ánh mặt trời sẽ giúp giảm đi cái việc mà gọi là lây nhiễm virus, thì cái đó một số người họ cũng tin như vậy. Và cái nhà hàng này nói rằng là khi mở ra chỉ để khách bên ngoài, và người khách cũng đã hăm hở muốn đi lại sau nhiều tuần phải ở nhà, không được tham, coi như không được đi ăn ở những cái nhà hàng mà chỉ được nấu ở nhà thôi. Thì đây là một cái nhà hàng ở Arizona, thưa quý vị. Thì ở ngoài thì ở hoặc là ở trong, miễn là có chỗ cho người ta ngồi, phải không ạ? Ngày hôm qua thì chúng tôi cũng đã gửi đến Tyler Diệp cũng đã gửi đến quý vị những cái quy định mới liên quan đến cái việc mở cửa trở lại đối với các nhà hàng ở tại California đó. Thì chắc chắn là trong những ngày sắp tới chúng tôi sẽ có thêm nhiều tin sau khi ông Tyler trở lại Sacramento, và đặc biệt là trong ngày hôm nay đó, thống đốc Gavin Newsom sẽ đưa ra những cái chỉ dẫn mới liên quan đến cái việc này, thì chúng tôi sẽ cập nhật để gửi đến cùng quý vị. Trở lại với California, một cô bé gái năm nay chỉ mới có 14 tuổi đã nhận được 14 tuổi, đây là cái điều để chúng ta đáng lưu ý, và nhận được là sự chấp thuận đi học của 8 trường đại học trên tiểu bang, thưa quý vị. Đây là một cái điều rất là không những riêng cho cô bé mà còn cho cả gia đình nữa. Khi mà được báo chí phỏng vấn đó, thì em nói cái mục đích của em là để trở thành một em sẽ chuyên học về âm nhạc, và em muốn trở thành một cái tiến sĩ liên quan đến vấn đề nghiên cứu âm nhạc và nghệ thuật. Hiện nay thì em rất thích hát và em cũng đã từng trình diễn ở một số các cái chương trình quan trọng ở trường cũng như là ở các cái buổi biểu diễn quan trọng. Với cái khả năng của em và với cái điểm mà em đã nhận được trong suốt thời gian qua đó, thì em đã tốt nghiệp college rồi, và em đã, tức là em cũng thuộc lại thành phần là học giỏi, phải không ạ? Thường thường cái tuổi mà để qua khỏi college là phải trên 18, mà em mới có 14 tuổi mà cái số điểm của em nó cao đủ để đến 8 trường đại học nhận em vào học, thì đây là quả là một cái thành tích đáng nể. Anh biết là có nhiều học sinh đó thì họ lại không
họ không xem cái chuyện này quan trọng. Chúng tôi thấy rằng là có nhiều các bạn trẻ quan trọng hơn về cái kinh nghiệm được đi học đại học với cái tư cách là người lớn, để mà họ có thể gọi là vui chơi hay là trải nghiệm những cái sinh hoạt mà của những cái người trên lứa tuổi 18. Và họ xem đây là một cái kinh nghiệm coi như là trong đời có một lần. Và họ nói rằng là họ muốn là trong có được cái 4 năm mà gọi là tự do sau khi mà bị gò bó bởi cha mẹ trong suốt 18 năm trời. Đây là cái lý do mà phần lớn các em khi 18 tuổi mà bắt đầu bước vào đại học đó, thì các em thích chọn những cái trường xa nhà, đúng không ạ? Tại vì là các em nghĩ là các em sẽ được ra xa, rồi các em được mướn nhà hoặc là share phòng với các bạn. Các em có cái đời sống tự do thoải mái hơn. Thành ra mình thấy trong những cái mà spring break đó, thì các em hay tụ họp với nhau và dắt nhau đi chơi ở những cái nơi xa đó. Rồi các em tha hồ uống bia, uống rượu, rồi làm đủ thứ những cái sinh hoạt của người lớn, của một người trưởng thành. Đúng không ạ? Nhưng mà đều thôi, cái chuyện này là phải nói nó vào chi tiết thì có thể là bị la nữa đó. Chúng tôi mời quý vị theo dõi thêm một cái bản tin liên quan đến việc phản ứng của các dân cử địa phương đối với việc thống đốc Gavin Newsom trong những ngày vừa qua đã loan báo một cái tin và cho rằng cái trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên tại California đã xảy ra tại một cửa tiệm nail ở tại thành phố San Francisco. Thưa quý vị, chúng tôi nhận được hai lá thư của thứ nhất là thị trưởng thành phố Westminster, ông Tạ Đức Trí đã gửi đi cho thống đốc Gavin Newsom, nhấn mạnh rằng là ông không là thống đốc tiểu bang không nên coi như là tập trung vô một ngành nghề duy nhất, đó là ngành nghề nail và tóc, là cái nơi mà gọi là xuất phát cái COVID-19, tạo ra nhiều cái sự mà gọi là hoang mang hay là cái sự ngộ nhận cho giới tiêu thụ đối với là ngành nail và ngành tóc. Trong khi đại đa số những người làm trong ngành này là người Việt gốc Mỹ, là người Việt Nam và hầu hết cũng là phái nữ, thì tương tự như vậy cũng là một bức thư do chủ tịch của hội đồng giám sát quận Cam và Michelle Steele cũng đưa ra vào ngày hôm qua, lên án cái việc này và nói rằng là cái lời phát biểu của ông Gavin Newsom đã làm tổn thương đến những người trong cộng đồng Việt Nam và những người làm trong ngành nail. Khi mà theo bà thì Đại học UCLA đã thống kê rằng là hơn 70% những người làm trong ngành này là người Việt Nam. Và một lần nữa bà cũng kêu gọi là ông nên đính chính lại một phần của những cái lời nói của ông trong tuần trước. Thì đối với cái vấn đề này thì chúng tôi cũng mong chờ được những cái tin tức cập nhật hoặc là những cái phản ứng mới nhất của thống đốc Gavin Newsom liên quan đến vấn đề này. Liệu ông sẽ có cái lời giải thích nào đối với tất cả các nhân viên, các người làm việc trong ngành nail, hoặc là ông có một cái phương cách nào để giải quyết cái vấn đề này? Vì với cái lời tuyên bố đó thì theo mọi người đó, thì nó sẽ ảnh hưởng đến ngành nail một khi ngành này được mở cửa trở lại. Chúng tôi cũng mong rằng ông Tyler Diệp sẽ có những cái tin tức cập nhật liên quan đến vấn đề này. Thưa anh, trong ngày hôm qua cũng như là ngày hôm nay đó, thì khi mà chúng tôi theo dõi báo chí ở dòng chính, thấy rằng là các cơ quan truyền thông ở tại nước Mỹ họ cover cái lời phát biểu của thống đốc Gavin Newsom nhiều hơn là cái sự phản ứng từ trong cộng đồng của chúng ta. Cho nên là dù rằng là trong tuần trước, một số các người trong ngành nail cũng đã có một cái cuộc họp báo ở tại thành phố Garden Grove, nhưng mà cái chuyện đó chỉ có được như vài đài truyền hình dòng chính ở tại địa phương, ví dụ như là những cái đài mà cover tin tức ở từ Los Angeles hay Orange County thôi, nó không có đi rộng rãi, cho nên cái đó thì không biết là có đủ để mà cho thống đốc Newsom chú ý đến cái sự phản ứng đó hay không. Ngoài cái buổi họp báo thì chắc chắn là họ cũng có gửi những cái lá thư trực tiếp đến văn phòng thống đốc chứ. Thì cũng là có những cái lá thư đó đó. Nhưng mà anh biết là trong một ngày thì văn phòng thống đốc nhận được bao nhiêu cái lá thư từ bao nhiêu cái ngành nghề mà hiện tức nay. Tức là muốn nói đến cái sự là liệu cái vấn đề này có đủ quan trọng để tạo cái sự chú ý cho thống đốc không, để ông có những cái lời giải thích, phải không ạ? Như vậy thì chúng tôi phải nhờ ông dân biểu. Mình phải góp tiếng thêm. trong tuần trước thì chúng tôi đã có liên lạc trực tiếp với là cái người mà đứng đầu cái hồ sơ hay là cái hồ sơ lập pháp của thống đốc Newsom rồi, cho ông biết rằng là cái chuyện này nó cũng đang có vài sự phản ứng ở trong khu vực Little Sài Gòn. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ chúng tôi kính mời quý vị cùng bước vào các bản tin đáng chú ý này.
Tổng thống Trump đột ngột rời cuộc họp báo sau tranh cãi với phóng viên. Tổng thống Donald Trump và phe Cộng hòa quyên được 61 triệu 700 ngàn Mỹ Kim giữa mùa dịch. Cơ quan CDC nói là việc kiểm tra COVID tại phi trường không hiệu quả. Chủ tịch phe đa số Thượng viện nói rằng cựu Tổng thống Obama tốt hơn là nên câm mồm. Chính phủ liên bang tài trợ 11 tỷ Mỹ Kim cho các tiểu bang để mà gia tăng xét nghiệm. Hơn 100 trường hợp lây nhiễm tại một hộp đêm ở Hán Thành. Tất cả các bản tin vừa nêu lần lượt sẽ được gửi đến cùng quý vị sau phần bảo trợ bây giờ. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay thứ ba, tiến sĩ Anthony Fauci sẽ có một cuộc điều trần trước Ủy ban Thượng viện tại Quốc hội Hoa Kỳ. Trong phần điều trần này thì chúng ta thấy ông Fauci sẽ xuất hiện trực tiếp. Trong khi đó thì hai vị giám đốc khác, một vị giám đốc của CDC và giám đốc của FDA sẽ điều trần việc này qua màn hình. Là vì hai vị này đã trực tiếp có liên quan đến những bệnh nhân dương tính với COVID-19. Trong buổi điều trần ngày hôm nay đó, thì các thành viên trong Quốc hội Hoa Kỳ, trong Thượng viện Hoa Kỳ muốn nghe những công việc liên quan đến các nỗ lực của chính quyền liên bang, chính quyền các tiểu bang và chính quyền các địa phương hiện nay đang làm điều gì để có thể thúc đẩy nhanh hơn việc tái mở cửa trở lại nền kinh tế Hoa Kỳ và giúp cho các học sinh Hoa Kỳ trở lại trường học một cách nhanh chóng nhất và an toàn nhất như có thể. Chắc chắn là sẽ có nhiều tin tức liên quan đến vấn đề này trong ngày hôm nay. Bây giờ chúng tôi mời quý vị theo dõi các tin tức cập nhật liên quan đến vấn đề này cũng như sự phân tích của Tyler Diệp. Thưa quý vị, khi mà hai anh em chúng tôi đang thâu chương trình này thì bác sĩ Anthony Fauci cũng như là hai người đồng sự của ông vẫn còn đang điều trần trước Ủy ban Y tế của Thượng viện. Đây là cũng là một cái sự khó khăn để mà cho bác sĩ Anthony Fauci và hai vị kia cùng xuất hiện, từ vì trước đây tòa Bạch Ốc đã không cho phép ba vị này xuất hiện trước những cái cuộc điều trần của Quốc hội. Tuy nhiên sau một số các gọi là thương thuyết qua lại, tòa Bạch Ốc mới cho phép ba vị này, bao gồm ông Anthony Fauci, xuất hiện trước Thượng viện. Lý do là hiện nay Đảng Cộng Hòa vẫn còn đang kiểm soát Thượng viện của Hoa Kỳ. Và vì vậy, khi mà các thành viên cũng như là cái vị chủ tịch của ủy ban này đặt ra những câu hỏi, thì cái format hay là cái cách hỏi nó cũng tương đối là ôn hòa hơn. Và tòa Bạch Ốc nghĩ rằng là vì đồng minh của mình đang kiểm soát cái ủy ban này, thì cái nguy cơ hay là những cái cạm bẫy nằm trong những cái câu hỏi nó cũng sẽ giảm đi một phần, so với là rằng là nếu mà để cho bác sĩ Anthony Fauci, bác sĩ Redfield và cũng như là bác sĩ Hahn có những cái cuộc điều trần ở bên Hạ Viện, thì chắc chắn là bên kia những cái câu hỏi nó sẽ hóc búa và nó thường xuyên tạo ra những cái cơ sở để cho ông Anthony Fauci nói một cách mà gọi là trái ngược lại với những gì mà Tổng thống Donald Trump đang nói và đã nói trước đây, nhất rằng là cái câu hỏi mà nhiều người vẫn đang hỏi rằng là hiện tại nước Mỹ có đủ an toàn để mà mở cửa trở lại hay chưa? So với tất cả những cái điều mà chúng ta đã nghe về các cái ý kiến của tiến sĩ Anthony Fauci cho đến giờ phút này đó, thì có lẽ là tiến sĩ Fauci cũng rất thận trọng trong cái việc đưa ra những ý kiến riêng tư của ông. Dĩ nhiên là ông cũng phải phối hợp làm sao để giữ vững được các ý kiến là một chuyên gia liên quan đến vấn đề y tế. Bên cạnh đó thì cũng phải đi theo một số các cái ý kiến của tòa Bạch Ốc trực tiếp từ Tổng thống Donald Trump. Tức là khi Tổng thống đưa ra cái việc là để thúc đẩy trở lại mở cửa cho nền kinh tế đó, thì chắc chắn là tiến sĩ Anthony Fauci cũng phải gặp một số các cái vấn đề cần phải suy nghĩ như thế nào. Là vì theo các ý kiến, không những riêng ông Fauci mà cả các chuyên gia y tế, thì họ đều lên tiếng, họ phản ứng lại đối với việc là mở cửa kinh tế trở lại. Là vì trong cái lúc này người ta vẫn thấy các cái con số liên quan đến các vấn đề nhiễm bệnh và tử vong nó vẫn tiếp tục gia tăng, chưa có chiều hướng chững lại. Và đây là cái vấn đề mà vẫn còn đang tiếp tục tranh luận như thế này,
thì đứng với tư cách của mình là một chuyên gia về y tế thì chắc chắn ông sẽ gặp rất nhiều rắc rối. Thưa anh, đó là tại vì này, cái công việc hay là cái trách nhiệm của bác sĩ Anthony Fauci là chỉ tập trung về vấn đề gọi là an toàn y tế hay không thôi. Cho nên là khi mà chắc chắn là ông sẽ bị các nhà lập pháp ở bên đảng Dân Chủ hỏi rằng, và theo ông, hiện tại thì một số nơi ở tại Hoa Kỳ có được an toàn để mở cửa trở lại hay không? Ví dụ như là họ có thể đem ra tiểu bang Georgia đi. Thì với những cái dữ liệu mà đang có, thì chỉ cần mà bác sĩ Anthony Fauci nói rằng là theo cái ý kiến của chúng tôi, nơi này chưa đủ an toàn để mở cửa trở lại, thì những cái phe mà gọi là chống đối những gì mà tòa bạch ốc đang muốn làm, họ sẽ dựa vào những cái câu phát biểu đó và để mà họ công kích lại bên kia. Và đó là tại vì những cái phần mà gọi là điều trần trước quốc hội này hầu như là đã bị chính trị hóa và vũ khí hóa, cho nên rằng là những gì mà ông này nói nó đều có thể là nó đi ngược lại với những gì mà tổng thống Donald Trump đang cân nhắc. Tại vì đối với ông đó, ông chỉ để đến vấn chuyện y tế thôi. Còn những người như là tổng thống Donald Trump thì ông phải cân nhắc cái chuyện mà gọi là kinh tế, cái chuyện chính trị, cái chuyện tái ứng cử của mình, bao gồm luôn cái chuyện mà an toàn cho người dân trong nước. Cho nên là cái cương vị của một người tổng thống nó khác với cái cương vị của một cái người bác sĩ đang xem soát, đang coi như là cai quản một cái viện dịch tễ. Đó. Đôi khi chúng ta thấy rằng những cái ý kiến của bác sĩ Fauci nó đi ngược lại những cái quyết định của Tổng thống Donald Trump. Và điều này chúng ta thấy rõ ràng là trong những cái cuộc phỏng vấn vào cuối tuần qua đó, thì cựu phó Tổng thống Joe Biden đã sử dụng điều này như là một vũ khí để chống lại với những cái ý kiến của Tổng thống Donald Trump. Dạ thưa anh, trong chủ nhật vừa qua đó, thì khi mà giới truyền thông, tại vì các giới truyền thông cũng lúc này cũng muốn tạo cơ hội ra để mà cho ông Biden làm sao mà để chứng minh rằng là nếu mà ông là tổng thống đương nhiệm thì ông sẽ làm cái gì khác hơn. Tại vì nếu mà ông muốn thay đổi ông Donald Trump thì ông phải làm cái gì khác hơn hay là khá hơn chứ. Chứ nếu mà ông thay đổi mà ông không có kế hoạch gì thì thay đổi làm gì? Thì một câu hỏi đơn giản của một sứ quân viên hỏi ông Biden là bây giờ nếu mà ông tổng thống thì ông sẽ làm gì? Thì ông nói rằng là nếu mà tôi là tổng thống hiện tại thì tôi sẽ nghe theo lời của bác sĩ Anthony Fauci và tôi sẽ xem xét những cái con số về khoa học và y khoa, chứ tôi không có đặt ra cái gọi là cái quyền lợi chính trị của mình lên hàng đầu. Thì anh thấy rằng là chắc chắn rằng là bên phe của ông Donald Trump sẽ nhìn vào cái cuộc phỏng vấn đó và thấy cái đối thủ của mình đang muốn dùng những cái người mà gọi là đang làm việc cho mình để mà coi như là đả kích mình. Thì nổi cái câu phát biểu của ông Biden đó để cho quý vị thấy được rằng là trong cái thời gian 2 tuần lễ trở lại, nếu mà chúng tôi nhớ không lầm, là trong 2 tuần lễ trở lại chúng ta ít thấy bác sĩ Anthony Fauci tham gia vô trong cái cuộc họp báo hàng ngày của cái ủy ban đặc nhiệm đó, ủy ban đặc nhiệm nữa. Trong cái thời gian đầu đó, và trong 2-3 tuần đầu tiên của tháng 3, chúng ta thấy bác sĩ Anthony Fauci và phó tổng thống Mike Pence rất là nhiều, trong khi mà những người này tường trình về những cái nỗ lực của chính phủ liên bang trong những cái giai đoạn đầu. Nhưng mà trong thời gian gần đây chúng ta không thấy ông này nữa. Có thể là lâu lâu là ông đứng bên cạnh hay là ông trả lời một số các câu hỏi thôi, nhưng mà ông không phải là cái người vai chính trong những cái cuộc họp báo hàng ngày nữa. Cũng liên quan đến một cái này thì chúng tôi thấy có một cái chi tiết như thế này nè. Tức là sau khi những cái điều mà tiến sĩ Anthony Fauci đã đưa ra đó, và phía bên Dân Chủ người ta dùng những cái này để làm cái cơ hội tấn công phía Tổng thống Donald Trump, thì chắc chắn nó sẽ gây ra những cái sự mâu thuẫn. Đúng không ạ? Là vì là họ lợi dụng cái điều này để mà họ có thể đưa ra những cái chứng cứ để nói là Tổng thống Donald Trump đã thực hiện những cái điều này một cách hơi vội vàng để mở cửa nền kinh tế trở lại. Nhưng điều mà chúng ta thấy đây đó là cựu phó tổng thống Joe Biden hiện nay ông là một người không có cầm quyền, cho nên ông không bị cái áp lực trực tiếp đối với người dân Hoa Kỳ, những người đang nóng lòng để mở cửa trở lại nền kinh tế. Và trong thời gian qua chúng ta đã thấy cái sự bất mãn của người dân nó lên cao. Có những cái bản tin chúng ta thấy đó,
Chẳng hạn như ngày hôm qua, một người đàn ông khi đi ra ngoài đường đã mang theo một khẩu súng bazooka, tức là một loại vũ khí hạng nặng. Thì điều này nó chứng tỏ rằng người dân Hoa Kỳ, một số người cũng đã rất là nóng lòng để mở cửa trở lại nền kinh tế. Nhưng mà nếu nó nói theo cái kiểu của cựu phó tổng thống Joe Biden, thì tất cả những cái người mà đang có cái ý tưởng mà để mở cửa nền kinh tế trở lại, hoặc là họ muốn nóng lòng, hoặc là họ muốn có một cái điều gì đó, hoặc có thể là họ cảm thấy là đến cái lúc đã phải mở cửa, thì chắc chắn là những cái lý luận của cựu phó tổng thống Joe Biden sẽ không được những người này ủng hộ. Không, và mình nhìn thấy được là cái thành phần mà biểu tình đòi hỏi rằng là chính quyền phải cho phép họ mở cửa trở lại đó. Thì nếu mà mình nhìn thoáng qua thì mình thấy rằng là đây cũng là những thành phần mà cũng là sẽ không bỏ phiếu cho ông Biden trong kỳ bầu cử tới đây. Cho nên là khi mà các chính trị gia hay là các ứng cử viên mà họ xem xét cái phe ủng hộ phe chống đó, thì họ cũng biết được rằng là cái gốc rễ cử tri mà ủng hộ cho họ, họ đang hướng về hướng nào rồi. Mà chỉ còn lại là cái phần ở giữa, thí dụ như là độ 15-20% thì họ còn tùy thuộc theo cái vận mệnh của quốc gia trong những tháng tới. Còn ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là cử tri theo đảng Cộng Hòa có khuynh hướng là bây giờ là họ đặt nặng cái vấn đề gọi là tự do cá nhân hơn là về cái sự an toàn chung của cộng đồng. Và họ muốn là phải mở cửa, cho nên là trong ngày hôm qua chúng tôi rất tiếc là không đưa cái hình ảnh lên để cho quý vị xem được khi mà một số các người mà đi biểu tình đòi mở cửa trở lại ở tại tiểu bang North Carolina, họ đeo theo những cái áo quần mà có cờ Mỹ, đeo súng thuộc dạng mà gọi là súng đại liên, súng tấn công, đem luôn cái súng bazooka hay tiếng Việt chúng ta gọi là cái súng mà phóng hỏa tiễn này, mà để mà phá xe tăng, mà đeo cái khẩu đó đi vô trong một cái tiệm mua bánh mì để mà ăn thì nó tạo thêm cái sự hạn mạng xã hội. Thì những cái người mà gọi là thích súng ống như vậy đó thì cũng là không bỏ phiếu cho ông Biden đâu. Tại vì theo cái tổ chức NRA rồi. Thì bây giờ trở lại với lại cái việc là cái khó xử của ông Anthony Fauci đi. Ông này thì cũng đã giữ chức vụ này cũng đã lâu rồi, mười mấy năm rồi. Ông biết rằng là nếu thà là không ai hỏi ông thì thôi, nhưng mà nếu mà hỏi đó thì ông phải trả lời theo đúng cái gọi là cái lương tâm nghề nghiệp. Ví dụ người ta hỏi là bây giờ ông nghĩ rằng hiện tại có an toàn để mở cửa chưa, thì bây giờ ông nói rằng là chưa, nhưng mà cái câu trả lời chưa của ông đó, ông biết là sẽ đi ngược lại với cái khuynh hướng chính trị của cái người sếp của ông. Thì khi mà trả lời theo lương tâm thì sẽ có cái nguy cơ là bị cách chức. Cho nên là dạo gần đây chúng ta cũng thấy rằng là bác sĩ Anthony Fauci, ngoài cái việc rằng ông vắng mặt trong những cái cuộc họp báo hàng ngày, ông cũng không có thường xuyên được xuất hiện trên những cái chương trình phỏng vấn vào ngày Chủ nhật hay là của các chương trình tin tức vào buổi sáng nữa. Tại vì lên mà người ta hỏi là có an toàn hay chưa, mà cứ tiếp tục nói chưa thì... Còn là nói dốc thì cũng không được, đúng không? Đi trái với lương tâm thì không được. Nói đi thì phải nói lại. Tức là những người hiện nay mà ủng hộ những cái chính sách mở cửa mở sớm trở lại của Tổng thống Donald Trump, theo phân tích của một số các tờ báo lớn tại Hoa Kỳ đó, thì họ nói là những người này cũng không hẳn đại diện cho đa số người dân Hoa Kỳ. Là vì cũng có rất đông người dân Hoa Kỳ, người ta chưa muốn mở cửa nền kinh tế trở lại, và người ta muốn có một cái biện pháp an toàn nhất để có thể giữ vững được cái vấn đề tránh lây lan COVID-19 trong cộng đồng trong thời gian sắp tới. Đây là một cái vấn đề rất lớn mà nó sẽ chưa chấm dứt và nó sẽ còn tiếp tục có nhiều cuộc tranh luận trong những thời gian sắp tới. Chúng tôi sẽ liên tiếp cập nhật những tin tức này để gửi đến cùng quý khán giả. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một ngày tốt lành đến với tất cả chúng ta. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Việt Face TV.